Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hiếu, nhân viên kỹ thuật của bên thiết bị VK Hải Tùng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn video làm video hướng dẫn làm trục quay CV để làm cái lọc. Ở đây tôi có hai loại, đó là loại 4 tay quay. Đây là loại 4 tay quay. 4 tay quay đầu ra của nước, đầu vào chen trong 48. Đó, như thế này. Và đây là loại 6 tay quay lắp vừa với đường với cái gen ngoài 60. Đó. Với số lượng 6 tay quay hai cái này. Về nguyên tắc cấu tạo giống hệt nhau. Chỉ khác nhau ở số lượng tay quay. Còn đây là 4 bộ phận để cấu thành lên một cái trục như thế này. Về cái 60 cũng tương tự như thế. Cấu tạo tương tự. Đây là hai cái khớp sẽ gắn với nhau và kết nối bởi một cái trục hoàn toàn bằng nhựa như các bạn nhìn thấy ở đây. Đó. Thế thì lắp cái này vào như thế này. Đây. Đó, các khớp này sẽ nằm ở đây. Cái này bắt được cái gen đây. Đây. Nó sẽ bắt với nhau như thế này. Đây, đèn vào này. Đó. Sẽ vặn hơi hờ hờ thôi. Đấy, như thế này là đã khớp đã bắt đầu quay rồi. Đó. Này, tôi có một cái nắp bịt, tôi bịt vào đây để cho nước kín nước. Đó, cái này là phải dùng búa hoặc dùng để gõ coi như là kín luôn. Đây, khi mà gõ xong nó sẽ thành như thế này. Và khi mà lắp chặt cái trục thì các bạn đã nhìn thấy đây như này. Thì như này, khi mà lắp gen này vào và đấu cái đầu bơm vào thì hoàn toàn kín, hoàn toàn nước không thể ra được các cái khớp này, nó chỉ ra được các cái lỗ đây với đường kính tôi đã khoan sẵn là phi 21. Đấy, và các bạn lắp gen ngoài phi 21 vào đây là xong. Và đồng thời là các bạn làm tay quay theo kích thước của các của cái đường kính đồng của các bạn. Đó. Đó. Này. Đấy. Khi mà vặn vào thì gen nó khá chặt. Đấy. Tương tự như cái trục 60 như các bạn nhìn thấy đây, hoàn toàn giống, không hề khác. Đó. Trục quay trông rất nét, được làm hoàn toàn bằng máy. Đấy. Rất bóng và nét. Cái này thì yên tâm về muối và độ bền nó rất là cao vì nó hoàn toàn bằng nhựa, nhựa cứng, hoàn toàn bằng nhựa, không bị oxy hóa trong môi trường có muối, thuốc tím. Các bạn nhìn thấy đây, đây là cái đường kính 60. Đấy. Đấy. Đây, trong cái phạm vi video hôm nay tôi chỉ giới thiệu là cái trục mà thôi. Đấy. Còn các cái lồng nó làm như nào đấy là tùy các bạn, để mỗi người có một cách chơi khác nhau. Nhưng mà cái trái tim của cái lọc CV đó là cái trục quay này. Trục quay này nó đảm bảo phải bền và có độ quay ổn định. Đó. Khi mà có được cái trục quay này rồi thì các bạn có thể làm cái lồng hay là biến thể. Các cái lồng nó khác nhau hoặc cái lọc khác nhau. Đó là tùy các bạn, tùy cái độ sáng tạo của các bạn. Nhưng cái muốn làm được thì đầu tiên phải giải quyết được cái trục quay. Trục quay là quan trọng nhất, còn lại tùy vào độ sáng tạo của mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của chúng tôi. Để ủng hộ chúng tôi thì các bạn ấn subscribe trên kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi các video mới nhất và cũng như cái review đánh giá về các cái sản phẩm của bên thiết bị VK Hải Tùng. Chúng tôi luôn có những sản phẩm mới và đầu tư nghiên cứu ra những cái sản phẩm để phục vụ cho anh em cộng đồng chơi và coi được tốt hơn. Xin chào tất cả mọi người.